những lời đàm tiểu qua loa linh tinh, không thể nào mà cản bước được ma gamer của ý chí sinh tồn đến say bu ya đi bên đồng đội 2-3 sông pha. Tài năng vẫn còn đấy, còn băng là còn sảy, đóng góp cho tương lai eSports Việt Nam. Anh Ti thì còn hơn không có ấy. Hey.